Nói chung thì sáng nay tụi mình có order đồ uống, đồ ăn rồi, cho nên chờ họ đem ra thôi. Họ đem ra một món rồi, ăn kia bún mì đang xử. Còn ở đây chúng ta có nước sôi, chắc là để dùng để pha cà phê nè, rồi nước cam nè, rồi nước nè, sữa nè, rồi bánh nữa nè. Đây là chắc là sữa hay cam gì đấy. Đây, wow, cũng phong phú. Bún mì sẽ ăn trước. Sôi hả? Cơm. Sôi không có nóng. Không, hồi nãy đem ra còn ấm ấm ấy. Dạ. Nãy giờ lo chụp hình nó nguội bạ rồi. Không gì mập lắm nữa mẹ. Thấy rồi bao mập. Để Gen ăn thử. Nhưng mà trước khi Gen ăn á, Gen sẽ thông báo với các bạn một cái chuyện là khách sạn này nó không có kem đánh răng. Tôi có đem theo bàn chải đánh răng và tôi đi tìm cái kem đánh răng không có. Bỏ đúng là cái này ăn lắm cũng ngon không? Nên nếm vừa ăn hả? Biết rồi này ngon em. Qua giờ thấy thịt này nêm nếm ok. Qua giờ thấy dân Thái ăn toàn quần ngắt à. Chấm miếng nước tương với ớt đi. Đây mà thậm chí cái miếng thịt này nó còn ngon hơn cái miếng thịt mình qua nướng luôn. Ăn buổi trưa. Tại vì á, cái miếng thịt ngày qua nó khô, còn cái này nó còn cái độ ẩm ướt mềm. Thật cái này là ba rọi, nó có mỡ. Có thêm thịt dầu quá nè. Mà thôi, vừa rồi. Còn đó nhiều. Có sandwich đó. Sandwich ăn cái này, dưới này chung bơi gì không? Không, có mứt dâu rồi, mứt cam rồi. Còn mứt dâu là ok, món này ok các bạn. Có sữa nữa các bạn. Đây, hộp sữa đây. Bộ mì lấy 2 hộp để mang theo phòng khi xíu nữa. Đi nguyên một cái tour dài sẽ đói. Với món này thì chúng ta có gì nữa? Cái này giống như bánh canh nữa. Vô đi biết. À là cái cọng đó hả? Cọng đó là cọng bánh hả? Cọng bánh đó. Nó giống như nui á. Nui pha lẫn với phở á, là nó ra cái kiểu giống vậy. Mà dê nó hết không? Thích. Cái này chắc là vào trường rồi. Súp súp. Đúng rồi. Súp đâu? Này là heo. Này là da bò. Tí da heo. Da chiên giòn á, da heo chiên giòn. Heo quay nè. Trứng nè. Cái món này giống như là một cái món nước nữa. Từ cái món khô ngày hôm qua. Thấy không? Phiên bản nước hả? Đúng rồi, cái này giống như phiên bản nước vậy. Cũng là collection những cái món này. Nhưng mà ngày qua mình không có là dưa heo quay thôi. Bữa nay có heo quay. Nước dùng sao? Nước dùng nhẹ nhàng. Nó không giống với bất cứ một cái món nào bên bên Việt Nam hết. Nhưng mà tương đối là dễ ăn. Dễ ăn. Cái hương vị nó không quá đậm đà. Nó ok lắm. Nó ok lắm. Nước dùng ngon. Ngon hơn phở không? Không, không có so sánh với phở được. Giờ cho tô hủ tiếu với lại tô này ăn tô nào? Đương nhiên là hủ tiếu rồi. Hủ tiếu hơn. Ok. Nhưng mà khoan từ từ. Nói thêm một tí về cái dầu chuồng này nha. Dầu chuồng ăn nó hợp không? Rõ ràng dầu chuồng ở đây dở hơn vì bên Việt Nam rất là nhiều. Thật sự luôn. Cái này là nó thể hiện rõ ràng luôn á. Tức là ăn vô nó nồng cái vị ướp ngũ vị hương á. Cái nồng nồng á, miệng thử xíu nữa. Bây giờ bố mày sẽ ăn dầu chuồng nè. Con mẹ là rất là thích. Đúng không? Ý là không biết món dầu chuồng mà ăn với nước cũng hợp. Ủa như ăn với cháo lòng thôi. Sao? Nó bở bở. Thì đó, nhưng mà cái hiện vị á, vị nó
anh thấy nó nồng sao á. Nó không hẳn như là dầu trường Việt Nam mà. Nói chung nó cũng có cái ngon của nó. Thôi đi, cái cục ngày hôm qua cái loại chiên ăn còn được được, cái cục này hả? Cái cục này ăn ngon không, cục chiên mà. Bởi vậy, cái gì mà tôi không thích là bà thích. Còn bánh sao? Trời ơi, bánh người ta gì ăn nhăn ngán, đúng kiểu luôn á. Trời ơi. Thì nó không giống nuôi, nó là nuôi trộn với phở á. Còn bánh ăn ngán. Sao da heo sao? Ê, cái cục dừa trường ăn cho hết đi. Trời đất ơi, ăn nữa bỏ lại ai ăn. Rồi. Da heo. Ừ, da heo nó đang giòn ăn ngon ha. Heo quay ok, ổn bình thường. Bình thường thôi chứ. Trứng review gì? Thôi, nói. Bạn nhìn thấy không? Mua mày không ăn được. Sáng sớm ở đây giống như là sáng sớm ở một vùng quê vậy đó. Khi mà các bạn thức dậy sớm á, bây giờ là tầm chỉ mới có tầm 7 giờ thôi. Thì nó cái không khí của nó rất là thanh bình. Con mẹ đi lộn đường, sau đó đi ngược lại, thiệt luôn á chứ. Nó trong trong trẻo, trong veo, thanh bình, thanh tịnh các kiểu. Đó kiểu vậy. Đã đến lúc phải giới thiệu về cái tour ngày hôm nay rồi, Bùi Mì à. Hey. Từ khi mình giới thiệu mà. Hello các bạn, hôm nay bọn mình sẽ tham dự một cái tour đi đến Chiang Rai. Thì cái tour này là tốn cả ngày trời luôn. Thì bọn mình đang đi bộ đến cái điểm mà cái xe của cái tour họ sẽ pick up. Tại vì cái hotel của tụi mình nhỏ quá nên không có trong cái list pick up của cái tour này. Pick up là gì? Là đón á. Thì đón đó nha. Họ sẽ đón mình ở cái một cái khách sạn gần cái khách sạn của tụi mình. Thì cái tour này sẽ đi qua 5 địa điểm. Thứ nhất là sẽ ghé một cái suối nước nóng. Thứ hai là sẽ đi thăm cái đền trắng được coi là một trong những cái đền đẹp nhất thế giới luôn nha. Và là một cái điểm mà phải ghé khi mà đến Chiang Rai. Thứ ba là sẽ đi thăm khu tam giác vàng. Thứ tư là gì đó và thứ năm là gì đó, mình quên mất tiêu rồi. Cái tour này book ở đâu? Tour này thì bọn mình vẫn book trên Xtrip luôn. Tại vì lúc mà hay book trên Xtrip hơi nhiều. Tại vì lúc mà lướt đặt vé máy bay xong tiện thể coi thấy mấy cái tour hợp lý thì bọn mình book chung luôn cho nó tiện. Ủa vậy ngày mai có đi những cái tour của Xtrip nữa không vậy? Không, hết rồi. Ngày mai thì kế hoạch ngày mai như thế nào thì ngày mai bọn mình sẽ bật mí nha. Hình như đây là cái khách sạn mà bọn mình đúng rồi, Mayflower. Có cái xe chớp chớp, không biết phải cái xe đón mình không nữa. Hỏi đi, hỏi thử coi. Thật là hoang mang, không biết làm cách nào để biết được cái xe đó là cái xe đón mình. Rất là may là Bu Mì có một little English. một chút tiếng Anh. Hỏi đi. Khoan, từ anh cầm máy em đi. Đó. Nè, hỏi đi. Quên hỏi đi. Là sao? Là đúng không? Đi vô đây hả? Okay, come. May I have your ticket? Okay. May I have your ticket first? Ticket now from the market hotel. Yes. Okay. Booking confirm. Cái gì ạ? Good evening. If you want to say thank you in Thailand, we say khob khun krap. For the man say na khob khun ka. For the lady say woman say na. The man say khap na, woman say ka na. Okay, khob na. My name is Parinya Seato. Na Parinya Seato. Now you can call me. My nickname is Nung.
Then I'm sure guy. Now this is my diver, Mr. Jack. Now Mr. Jack, not Jack Sparrow, nah. Mr. Jack, nah, right? Ning and Jack, we are to present. We will take care for you for today. Okay, Cap. Now our program for today, we got your elephant. No. Then go to Chiang Rai. Nah, everybody, nah, right now. Nah. This is our program for today. We go to Chiang Rai, right? Now go to the White Temple. Okay, come now from Chiang Mai, go to Chiang Rai from the this program. Do you know how many kilometers? About 400 kilometers. Now from Chiang Mai, go to Mae Sai border. Now Mae Sai border, border between Thailand and Myanmar. Now, right, we call northernmost province of Thailand. Now, okay, come right. This is just 1 hour and 15 minutes. Now we will arrive to the hospital. Now we are stop in the hospital 15 minutes. Now go to toilet. Now you can have some breakfast or you can have the some fresh coffee. Now that's okay. Just stop for relax. Now 15 minutes. Now, okay, come right from the white from the hospital. Go to the White Temple in 1.5 hours. Now in 1.5 hours. Nah, I mean, nah, from here, nah, go to the White Temple in 2.5 hours. Nah, okay, come now, nah, this is nah, when we arrive to the White Temple, I will information for you. Nah, right, this is the White Temple, right? We have one the owner, right? We call Mr. Shabram Chai Kosipipat. Nah, the Mr. Shabram Chai Kosipipat, right? They are building on the White Temple by himself. He support money by himself. Nah, he are design, he are building over the old temple. Nah, this is for not for the new temple. They have the old temple and then they are building White Temple over the old one. Nah, okay, right on the main building, they are mean for the paradise. Nah, it's down there here, right? They are mean for the hill. Right, when you get on the main building, in the main building, right, it's very, very interesting. Nah, in the main building, that they are painting about for paradise, Superman, Doraemon, Minnie and Pikachu. Nah, inside, very nice. Nah, when we arrive to the White Temple, I will information for you. Nah, why they are put the ring? Nah, right? Nah, why they are painting the same like this? Nah, why have Superman, Doraemon, Minnie? Nah, why they are building so many, many hands? Nah, I will information for you. Okay, come right. This is after the White Temple finish, right? This is we are included already. Nah, everybody included already. We are to visit our the Hill Tribe Village. Nah, Hill Tribe Village, right? This is we call Yao. Nah, Yao and Akha, they came from China, right? 12 Banna province. Nah, right? They are the costume, the same, right? This, nah. And then how about for the Karen Longnik? Nah, I ride for the this, nah, right? Hill Tribe, right? We are visiting over the Hill Tribe Village for the Karen Longnik. When we arrive to our the Karen Longnik, I will information for you. Nah, why they are putting the ring on? Now, when they start putting the ring, nah, how to put the ring on also? Nah, right? This is for the last generation. Now for the new generation, for 80 years ago, now from England, they have to buy some Karen Longnik coming to England. Now, right, they give for the name that Jila Fumen, the Jila Fumen, for 80 years ago. But right now, we are support over the Karen Longnik. Now, that's why we need to buy ticket. Right, ticket from the Karen Longnik, now, from you, now, 300 baht from you, now, right, to support over the local people from here, the Karen Longnik. They not have citizen ID card or passport, nah, right, for the Karen Longnik. Okay, come, now when we arrive, we will information for his story, nah. Okay, come, right, and then, right, highlight for today. Highlight for today, right, we go to the Golden Triangle. Right, the Golden Triangle, right, we are have run together here. Nah, we have buffet lunch, buffet, nah. And then, right, this is after lunch finished, the someone included already for the boat trip. Nah, this is for the optional. Nah, the someone included already, nah, for the boat trip, for the boat trip and Karen Longnik, the someone include the Karen Longnik, I will check my job, nah, my job and my receipt, nah. Okay, right, this is after run finished, someone included already for the boat trip, nah, I will buy ticket for you, nah, 300 baht, nah, right, to check the boat, nah, visit the scenery of the Golden Triangle, and then, right, 30 baht, nah, who included already for the boat, right, you have to pay for 30 baht, right, who not included, right, you have to buy ticket the boat by yourself, nah, the government boats, nah, right, nah, for 300 baht, also the same, everything, they have the ticket, nah, for you, nah, okay, right, 330 baht, nah, okay, come, right, when we are check the boat, right, the boat trip, nah, around 2 hours. Not 2 hours, nah, right? This is not Golden Triangle. This area we call Golden Triangle because of we have Thailand,
right opposite side Laos, right? Right in the front, right in the northern, right? This is called Myanmar or Burma. We have two rivers divide three countries. The small river we call Luang River. Luang River starts from Myanmar, join together here 30 kilometers. I mean, now from here, crossing the Myanmar or Burma border. Now, okay, cap, right? This is the Mekong River. The Mekong River starts from Himalayan Mountain. This river pass to six countries. Now start from Himalayan Mountain. Now pass to China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. Now, right? Now, right? This is when we get to Laos. Now, when we arrive to the Golden Triangle. Now, I give you to visit this one. Now, right? This is when we arrive to the Golden Triangle. Now, you can see the big Buddha image. Now, the big Buddha image we call Paputha Navaratri. Now, Paputha Navaratri, we are meeting. Now, very big and very heavy. Now we are building for celebrate the Queen birthday. Now for 60 years. Now right now this is for the Korean. Now not real gold. Now Korean. Now four countries give the money. You need money. Now to building the this Buddha image. Now from Lao, now Myanmar, Thailand, now and then China. Now okay, cap right. How about for the boat? Now right. The boat for today we have the big boat the same like this. Now when we ride it on the boat we have the loop. Now we have the right jacket. When we go, right, we have two information for you. How about for history of the Golden Triangle? Now, okay, cap right, this is you can see we are part to the first casino of the Golden Triangle. And then the second casino of the Golden Triangle. Now when we go to Lao for today, right, we call Grapo Don Sao. Now when we stay along the Mekong River, now you can open your telephone, now you can see the big island. Now we call Don Sao District. Now Don Sao District. Now. Okay, come right. This is where we get to Laos. Now in Laos, right now no more. Right now no more some animal, right? Animal whiskey. Now look like the sake. Do you know whiskey? The whiskey. Yeah. Now right now we have about four, three whiskey. Now we have the some opium whiskey. Now opium whiskey, right? If you muscle helpful. More easy, right? Opium whiskey, and then we have ginseng whiskey, ginseng whiskey, and then after the ginseng whiskey, we have the some mak dang whiskey. Mak dang whiskey look like the white aka whiskey, if you want to try some mak dang, okay, that's okay, for fun, right? This is everything from the whiskey made from sticky rice. Okay, cup right. After the whiskey finish, right, we are information for the whiskey finish, right? This is we go to right Laos. In Laos, you can use Thai baht. Don't change money. Don't change Lao keep. Now very difficult. Now you can use Thai baht. Now how about for product in Laos? In Laos, right, they have the some cigarette. Now you can try first. Now if you like some Marlboro, some Lao cigarette, cigarette from Myanmar, right, you can try first. Now start from 1 carton, 200 baht. Now 1 carton, 200 baht. Now 300 baht. And then right now Louis Prada Vuitton Chanel. Now that's okay. Bell. Big backpack, some glasses, right, in Lao. Now that's okay. Now you can use Thai baht, right? Because of in Lao, no tax. In Lao, no tax. Right? Now you can shoot. Now you can look around from the market. Okay, Kev, right? This is when we come back. Now the boat trip. Now we come back to the boat trip for 2 hours. Now 2 hours, we come back to Thailand. When we come back to Thailand, right, this is we gonna be go to right our Mae Sai border. Now Mae Sai border, this is Mae Sai border, border between Thailand and Myanmar. I mean, from when you stay in Thailand, you can see Myanmar country. Now the border. Now, right, this is we have some market. Now you can find some eating. Now you can find something. Now right, sticky rice. Now fried chicken or the local food. Now from the market. Now eating before come back to Chiang Mai. Now in the Mae Sai border, right? Now if you want to buy some Buddha jade, now the some Buddha jade or the ring,
Oh, that's okay. There's so many, many change because of the Myanmar. They have a lot of the stone from Chi, Chi stone. Okay, Krab, right, this is from, we are staying in the Mae Sai border 30 minutes. The boat trip to Lao for 2 hours. Right, we are staying in the White Temple about for 45 minutes. Okay, and then right from the Mae Sai border, come back to Chiang Mai in 4.5 hours. In 4.5 hours, about for 2.5. 2.5, we will stop in the halfway for you. Gas station. If you have the some hungry or want to go to toilet, that's okay. Then we are stop for 10 minutes. And then you buy something already. Back to the van. 2 hours more. We will arrive to Chiang Mai. Our program for today, we will arrive to Chiang Mai about for 9:45. Until 10:30. Today maybe it's about 4:10 before 11. We will arrive to Chiang Mai. Okay, come. 11 p.m. Yeah, evening. Yeah, really? 300 kilometer. Go to the north. 300. Come back. Look right from here. Go to Bangkok. Okay. This is Tam. Please, everybody, help me for one thing. Please help me for write down your name. Where you from? 6, 8. In the last one here, your name hotel, right? This is insurance for you for today for your friends. Come now, everybody. Please, everybody, fasten your seat belt. Safety first. Right with your seat. You have to step on your left side. A little bit. On the behind. A little bit. Okay, come now. When we go to anywhere, we will information. Right? If you want to ask something, okay. Every stop, you can ask for me. Right? If you have some question, Okay. Ok các bạn, bây giờ Jen sẽ tóm tắt lại cái lịch trình ha. Tức là tụi mình xuất phát đi tới cái làng Chiang Mai này nè là 3 tiếng rưỡi. Phải từ đây đến Chiang Mai trở về đó là 3 tiếng rưỡi. À, trở về 3 tiếng rưỡi hả? Ở đây đi qua tới đây là mình sẽ ghé cái suối nước nóng trước. Ghé suối nước nóng. Rồi. Xong cái the White Temple. Cái chùa trắng đúng không? Không biết có ghé cái Black Hill không biết. Ờ. Xong tới làng cổ dài á. Hello các bạn, sau khi cái lời giới thiệu của cái anh hướng dẫn viên về cái lịch trình thì Jen trải qua một cái cuộc gọi là ngồi trên xe mà vật vờ rất là kinh khủng. Trời ơi, tôi muốn ói luôn. Chạy rất là kiểu làm cho bạn say xe á. Jen rất là ít khi say xe nhưng mà hôm nay phải cảm thấy, phải nói là rất là mệt luôn. Bố mày là một dân chuyên đi mà còn phải mệt nè. Tại vì cái đường đến đây á, nó rất là dằn và nó kiểu như đang sửa chữa ấy. Đó, thì ở đây là cái xuống nước nóng và sao nhở? Nó là một cái khu viên nhé các bạn nè. Một cái dãy bên đây, dãy bên kia. Và bán đồ lưu niệm thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Đại loại là vậy. À, thường á, thì khi mà dừng ở đây thì họ cho các bạn chỉ là tầm 15 phút thôi. Và các bạn muốn đi vệ sinh thì đi túa ở dưới, có cái bảng vàng á. Đi vô trỏng. Và cái giá đi vệ sinh là 5 bạc một người. Ồ, ở đây cũng có luộc trứng cút và trứng gà nữa này, giống như ở bên Việt Nam mình ấy. Đây là cái suối nước nóng nè, nó lộn cái hồ nước nóng nè, cái chỗ nước nóng đó, nó sôi lên ùn ụt luôn. Kinh chưa? Thế anh nghĩ là cái này là tự nhiên ấy. Đây có hai cái suối, thêm suối nữa nè. Đây là cái chỗ nhìn từ ở ngoài cổng, đây cái cổng của nó nè. Đó, nhìn vô đây là thấy cái suối. Bên đây là hai cái dãy hàng chợ, nó giống như đó, y nói chung là chợ đó. Đó, rồi chính giữa là cái gian hàng bán đồ. Nói chung đây nó bán rất là nhiều đồ, quần áo, đồ lưu niệm rồi, đồ ăn cũng có nữa. Và nó xuông đột theo một cái chiều hình thẳng xuống vậy nè. Và nó chả có gì hết. Đó, nó chỉ vậy thôi, do là không có nhu cầu mua sắm gì nhiều. Cho nên Jen và Bu Mì cũng không có mua gì hết, cho nên không có tham khảo giá ở đây nha. Đó, nhìn người ngộm tôi nè, nó máy móc rồi, thấy ốm chưa? Rồi một lát nữa chuẩn bị lên xe, chuẩn bị đối đầu với một cái chuyến đi hải hùng nữa. Ôi ơi, nhức đầu. Đang vật vã. Jen cũng đang vật vã. Thì các bạn biết đó, đang say xe nhưng mà xung quanh mọi người đều nói chuyện xí xôi xí xào. Tiếng Anh không hiểu gì hết.
the drag. I have my favorite hand. You don't follow. Oh my gosh, I'm afraid. Gen tới rồi nè, Chùa Trắng. Sau một quãng đường dài khủng khiếp, rồi đi theo cái anh hướng dẫn viên đi, không có đi lạc nữa. After Shatlam Chai got his report, he original people in the Chiang Mai, and then he studied in the Bangkok, and then they continued to the London. Right, he stayed in the London more than 15 years to make more money. Now and then he come back around 1987 to building this temple. On the main building, there are means for the paradise, there are means for the heaven. We start right here, you can see there are so many, many buildings. And help me. In Thailand, we are believed for five. Now, first one, take care of your parents. Don't tell lie, don't steal for someone, don't drink too much. And last one, don't kill anymore. Now, if we are believed for five and we are passive, we can go to the paradise very easy. Now, okay, right now, everybody, ticket for you over there. When you walk past in the translation, right, they stamp your ticket. And then the outside here, you can take a photo. And then the small beach over there, don't stop on the way, don't come back, okay? And then before you get on the main building, please everybody, right, pick up your shoes and then keep by yourself. Inside, they are saying, right, no video, no photo, okay? And then when you get on the main building already, right, on the main building, right, on your left hand side, on your right hand side, you can look, there are also the painting, right? And then if you stay on the center, on the main building, you look on the behind, now you can see some Superman, Doraemon, Winnie and Pikachu. Now if you come back, I have the some picture to information. And then on the behind, you can see the state on your left hand side. Now this is the watching deal. Coconut building over there, we call Trident. Now Coconut building over there. And then we are meeting point here, right, parking motorbike in the front of the temple here, right, 12. Now 12, okay? 12 o'clock. Now, okay. Am I okay? That's okay. Bố mày sẽ dịch lại cho các bạn nha. Cái đền này là được xây bởi một người Thái. Thì cái ông này ổng qua London, ổng làm việc bao mười mấy năm để ổng kiếm tiền, sau đó ổng quay trở lại Thái và ổng thiết kế cũng như là ổng bỏ tiền ra ổng xây cái chùa này. Hi mommy. Hi mommy. Thì bây giờ mình phải đi vô mua vé. Thì nói chung là tóm lại là ở ngoài thì mình được chụp hình, nhưng mà ở trong thì sẽ không có được quay video hoặc là gì hết. Rồi, mình có 45 phút tại đây. 50 baht. 50 baht một người. Cũng rẻ chứ không có mắc ha. Included already, now for two. Okay, free time for you, not separate. Phật giáo đóng một vai trò rất quan trọng trong văn hóa tâm linh của Thái Lan. Bằng chứng là có đến 90% người Thái theo Phật giáo và họ rất chú trọng trong việc xây chùa chiền. Phần lớn trong 40.000 ngôi chùa Phật giáo tại Thái Lan đều có màu vàng đặc trưng. Tuy nhiên, tại tỉnh Chiang Rai ở phía bắc Thái Lan lại có một ngôi chùa hoàn toàn phủ một màu trắng với lối kiến trúc độc đáo, đó là Wat Rong Khun, hay còn gọi là Chùa Trắng. Chùa Wat Rong Khun bắt đầu được xây dựng vào năm 1997 bởi một họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng ở Thái Lan. Ngôi chùa được kết hợp một cách hoàn hảo giữa lối kiến trúc Thái cổ điển với phong cách siêu thực. Màu trắng của ngôi chùa chính là biểu trưng cho sự tinh khiết của Đức Phật. Để đến được chính diện của chùa, bạn phải đi qua một cái cây cầu, bên dưới là một địa ngục thu nhỏ. Địa ngục này bao gồm vô số những bàn tay vươn lên và khuôn mặt gớm ghiếc của những kẻ tội lỗi giơ lên như cố gắng níu kéo một cái gì đó. Có nhiều kiến trúc rất là không phải mỗi ngôi công trình kiến trúc ở chùa Wat Rong Khun đều màu trắng cả đâu. Ngôi nhà lộng lẫy bạn đang thấy chính là nhà vệ sinh công cộng đấy. Từ khi được khánh thành đến nay, chùa Trắng đã trở thành một điểm tham quan hành hương du lịch hấp dẫn nhất ở Chiang Rai. Đây là một trong những cái địa điểm đầu tiên bạn nên ghé khi đến Chiang Rai. Wow, ở đây có nhiều kiến trúc rất là ấn tượng, như là bàn tay nè. Đấy, có rất là nhiều bàn tay hả, thò lên. Đây nè. Wow. À, những cái thố này chắc là hả, người ta sẽ xin tiền nè, người ta quăng tiền vô nè. Thấy không? Wow. Ở tới bên đền bên trong là họ không có cho quay phim chụp hình nữa, chỉ là vòng vòng ngoài này thôi.
Và muốn đi vô bên trong thì các bạn phải cởi giày ra, xách giày thôi. Vâng, thưa các bạn, Gen vừa đi vô trong cái tòa chính diện xong. Và cái mà có thể nói cho các bạn biết là lý do tại sao mà họ không cho chụp hình, tại vì ở trong đây không có siêu phẩm, nên không biết là cái gì, nhưng mà nhìn rất là đẹp. Cái tượng Phật làm rất là đẹp, chỉnh chu. Ngoài ra còn có một cái bức tượng sáp, Gen nghĩ là sáp nha, nhìn y như người thật luôn. Là cái thầy ngồi. Thì đó, anh nghĩ là sáp, nhưng mà làm nhìn rất là giống người thiệt, không có phân biệt được đó là sáp hay thiệt nữa. Nói chung là cái vấn đề này chắc phải chờ các bạn kiểm chứng quá, nhưng mà Gen nghĩ là sáp. Em nghĩ là người thiệt. Thấy giờ giống như người thiệt luôn. Cô mày thấy người thiệt, nhưng mà Gen nghĩ là không phải là người thiệt đâu. Gen nghĩ là vậy. Nhưng khi mà thấy ổng không có động đậy có nghĩa là ổng đã tu được đến cảnh giới là đúng rồi, ngồi im ru và rù à. Nếu là người thiệt thì thật sự đây là một cái thầy rất là dữ dằn, gọi là cao tăng đắc đạo ấy nè. Cũng đáng đi qua đây. Ngoài ra thì ngoài cái thiết kế nhà trắng này thì xung quanh của chúng ta còn nhiều cái thiết kế khác nữa. Đằng kia cũng có nhà, đằng kia cũng có nữa cả. Có một chuyện phải nói với các bạn là khi hồi nãy đi vô cái cổng đó, là cái cổng mua vé đúng không? Khi mà các bạn đi qua đây thì các bạn nếu mà muốn chụp hình gì đó thì hãy đứng ở đây vòng vòng đây chụp hình, hoặc là đi vô đây coi cái khu trung tâm xong thì đi ra đây xong là ra chỗ cổng này là ra về là ra luôn, không có vô hoành lại nữa đó. Thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn đi vô cái khu trung tâm rồi mà vẫn muốn chụp hình á thì hoành vô cái ngõ này, có cái ngõ này, đây là cái cầu đây, đi ngược lại đây đó, đi ngược lại đây rồi đi ra để chụp hình lại. Không biết là người ta có cho mình đi ngược ra không nhá, hình như là chắc được, đúng không? Không sao đó, đi ngược ra đó. Thật sự thì cũng rất là hối hả, vất vả. Tại vì chỉ có 45 phút ở đây thôi, không có quay được gì nhiều hết. Cho nên là đó là tất cả những cái gì mà thông tin mà Gen có thể để lại cho các bạn khi mà ghé qua thăm qua cái location này thôi. Wow. Khi mà bước ra thì các bạn sẽ thấy cái này nè. Cái này bằng nhôm, bằng bạc hay gì đấy. Đã nhỉ. Này, bên đây còn có nhiều cái siêu phẩm nữa này. Giống như là cái này. Ồ, mọi người coi gì nhiều vậy? Phải chăng ở đây có gì lạ? Xem nào. À, quăng tiền coi vô chính giữa không? Vô được chính giữa kìa. Ướt hả? Cái hồ ướt hả? Cho Gen ướt chứ. Gen cũng muốn ướt. Gen ướt là trong năm nay kênh của mình nó đang 100.000 subscriber. Bây giờ còn rất là ít. Bây giờ Gen quăng nha. Sao mọi người quăng chính giữa hay vậy? Làm như có chơi trước hay gì, có tập trước rồi hay gì? Nó rớt bên ngoài rồi. Giờ phải làm sao đây? Yeah, ngay chính giữa rồi. Mà đậu đó không ta? Đúng rồi, ngay chính giữa không? Đúng rồi. Rồi chắc là hả? Đúng rồi, thật rồi. Cảm ơn quý cô chú, anh chị em, bà con cô bác đã không ngoại ngại đường xa xa xôi vô coi cái clip này. Rồi cảm ơn luôn mấy đứa chửi tôi luôn. Ok, cảm ơn hết tất cả mọi người. Đây là một cái nhà rất là bự. Ở cái bên là toilet. Đó, nếu mà các bạn nào muốn đi thì có thể đi. Bumi này gì vậy Bumi? In gì nè? À,
chắc là cái chứng nhận mình đã tới đây rồi hay gì mà. Nè, cái này có cái thiệp nè. Đúng rồi, mình tự mình đóng vô luôn. Xong cái gửi về cho gia đình là nói mình đang ở chùa nè. Ba má đừng chờ con nữa, con đi tu luôn nha, kiểu vậy đó. Đúng rồi. Mày làm vậy đi, mày đi tu luôn đi cho tao nhờ. Ở đây là gì nè, ký tên là mình đã từng hả? Ở đây nữa nè, làm kỷ niệm. Ký tên làm kỷ niệm nè. Hỏi coi bịch khóm bao nhiêu nè. Nhìn khóm cũng ngon quá nè. Không hết hả? Hello. How much? 50 bạc. 50 bạc hả? 50. Ờ. Còn chai nước, 50 bạc mắc quá vậy? 35 kèm. 35 ngàn hả? Ờ hả? Ăn không? Ờ. And then the owner, he buy the land more and more building. And then they are open for the factory from here, right, that support our the local people from here. They have a good job, good money. And then the, this one, now on the guy you can see, now John W. Bush and Bin Laden. Right, there are two persons, they are war, they are fighting. Why this is the 911. Right, they are painting for children. They can understand around 1997 to building this temple. And then that's why they are painting a box for Superman, Doraemon, Minnie and Pikachu. Now when we are passed away already, you cannot find some Superman, Doraemon, Minnie and Pikachu can help you on the hill. Now if we are building for five, now we have culture group for five, we can go to the paradise really easy. Now, and then right on this side, now you can see our the big bird. Now they are picking up our the people, go to the paradise. The paradise, we have so many, many steps. Right, if we are take good, we have the more high step now for the culture. Now, okay, come. Now this is the white temple. Right now, the monk from the white temple stay on the behind. Now, on the main building, they are just show now for our customer to visit. Now, right? Okay, come. Now, right now, right, the factory from the white temple, right to a very big temple. Now, the same way this. Now, okay, come. Now, everybody right now. Now right now we're gonna be go to our current long neck. Okay, come now everybody right now. Now we're gonna be go to our current long neck village. Now far from here 30 minutes now. Okay, come now right now. I will book the boat for you first. Now the boat trip for to Lao. Now if you want to go, now who included already, please give me your passport. And then 30 baht for one person. Now if you not have passport, now if you not have passport, if you want to go, now you can confirm me your money. Now 330 baht. Now 330 baht. Now the passport, now passport, they need to deposit your passport in Thai immigration. Now your passport, no step, no fake, no agree, everything. Now okay, come now, right now. Okay, come now. Please give me your passport. We can still go. Then, we don't got our passport, right? Yeah, don't the one hotel. Yeah, we paid. Did for you pay it. Already for the boat? Yeah, but we didn't bring our. No one told us to bring. Yeah, everybody, I have to tell you now for everybody. When you go to every country, come back. When we come back. Right, now your passport, now big problem, now. Okay, right now 60 baht for two person, you included already, now. Okay, come now everybody, another, right, if you want to go, now, you can confirm me first, right now I want to book the boat, now. Wait for you, baby. Okay. You don't need my passport, right? But not that. Là mình đóng tiền thêm hả? 60 baht, I give you letter 40, now. 300 baht. We're three people, we didn't pay for the boat, so yeah. No. Yeah, you can give me 990 baht, right, and a passport. So it's for us too? It's okay to go. Bù Mì đang tìm lại thông tin. Tại vì tự nhiên đi giữa chừng cái ổng kêu phải đóng tiền thêm để đi cái chuyến tiếp theo. Có thuyền, có thuyền. Nhưng mà anh muốn coi kỹ là cái tour này nó như thế nào. Tại vì mình đóng là mình đóng trọn gói mà. Chi tiết nó là sao? Vậy hả? Thôi vậy đúng rồi. Vậy muốn đi thuyền thì phải thêm. Thực ra 30 bạc thì cũng chẳng bao nhiêu, nhưng mà muốn rõ ràng á. Sao đi không? Hả?
Hỏi lại coi. Phải báo trước cho ông biết. Ai cũng đưa tầm 500 hết vậy. How much? Các bạn thấy sao? 350 bạc cho một người thì anh có nên đi không? Hai người là 700 đúng không? 700 là nhiêu tiền Việt Nam vậy? 400 mấy nữa. Theo như những trải nghiệm hồi sáng giờ theo như những trải nghiệm hồi sáng tới giờ thì cái tour này chưa động lại cái gì gọi là ấn tượng và niềm vui, cho nên Trang nghĩ là cái màn đua thuyền này nó cũng bình thường thôi, nên thôi khỏi đi ha. Hả? Nghe khỏi đi sao buồn nha. Thôi vậy khỏi đi đi. Là sao? Right, go then try and go. Right, should we see the cover in long list first? Huh? Yeah. Okay, go by Jim. Now follow me. Cut right in. Oh, ở đây nghe mùi lúa các bạn. Đây là cái địa điểm thứ 3 trong cái tour này rồi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. À, chắc là đi đơn lẻ thì sẽ phải mua vé ở đây nè. Nhưng mà mình do mình đi đoàn thì cho nên họ không có mua vé. Nói chung thì Gen thì Gen gọi cái không khí ở đây, nơi đây là nó thơm mùi lúa. Còn mùi mì thì chê hôi. Hôi mùi cước trâu cước bò đâu. Đã vậy còn mấy con chó đi theo là bả mất mốt rồi, sợ chó lắm. Nằm sát khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, làng cổ dài Karen là một trong những địa điểm du lịch thu hút được sự tò mò của khách tham quan. Dù chỉ là một ngôi làng với cư dân là người dân tộc thiểu số, song ngôi làng này vẫn duy trì và bảo tồn những nét văn hóa và phong tục xưa còn sót lại, trở thành cái điểm du lịch độc đáo ở Thái Lan. Đa số thì người trong làng Karen sống bằng nghề làm du lịch, buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ, nhất là vải tự dệt. The Karen long neck. Now that's why the Karen long neck. They are put the ring on the same right. It's now the first one for traditional of the Karen long neck. Now for protection. Now protect forward, right? Protect for big tiger, big hunter, big animal. Now only the women, right? They are put it. Now not for gentlemen. Now gentlemen, right? They go to farming. Now they go to farming. Now they go to the farm. Now on the behind you can see now small pineapple farm. And then we are part, right? We are part. Now we have the rice. And then the covering long neck, right? They are put the ring on the same like this. They are want to show I'm only one in the world. Now that's why only one in the world. Now if you see our the hill tribe, now they wear the costume. Now you can understand this is Mong Yao Akha Lahu Palong. You can see the costume. Now when they wear the costume, you can understand this is from China. This is from Myanmar or Burma. Now but the covering long neck, they're from Myanmar or Burma. Now, right? Okay, come now everybody. I give you to visit this one, not the covering long neck. When they are sleep, right? They are sleep with the ring on the same like this. They cannot take it off, nah. Because of they are start put the ring four until five year. They are start put the ring already. Now until they get some 15 year. Until they get some 15 year, they can change it. Now they can choose it. How many kilogram? 1 kilogram, one and a half, two and a half. They can choose by themselves. Nah, no someone that fix for them, right? Have to
many. No, they can shoot by themselves. If they can, they can have shoot more. No. Okay, cup right, this one. Now you can see our the covering long neck. Now every day they have to take a shower and then they are cleaning every day. Now the same right this. Now by rum. Now with the tamarind. Now right. Okay, cup right, this one. Now before they put it on. Now before they put it on for the covering long neck, they are burn the fire. Now they are burned for the ring first. Now the ring is still hot. Now if the ring still hot, right, they can decide. They want to bigger one, they want to smaller one. Right? If they are don't burn for the ring, you can see that this one. Right now, right, difficult. Right when they put it on. Now they have to burn the fire first. Nah. Okay, come right at this one. Now until when they are take it off, right? This is when they are take it off, right? No problem for the next. Now how about for the next? Now, okay, come now this one. Now our the people also the same, right? There no more the bone up. No, right? This is the shoulder down. The shoulder get down. Right? If they are don't put the ring, the shoulder the same like this, right? If right they are put the ring, the shoulder get down. Now the shoulder down. That's why they when they are take it off, no problem. For the neck, right? No problem. Now, right? Okay. I should everybody. You can look on the behind over there. Now she's get wrong one. Now, right? They really get very wrong inside. Now, and then when we arrive here, our the current wrong neck. Right? You can enjoy. You can take a photo. Now with her. Now, right? Now enjoy. Now, okay. Now everybody about for 1:25. Now 1:20, 1:25. Now meet me on the parking over there after this, right? Because to run restaurant. Now restaurant. Okay. Now okay. Restaurant. Now enjoy. Now for everybody. And then if you want to buy something, now that's okay. Now for support, our the current. Now, okay, cup. Now who wants to check a photo? Đến nay, ngoài được chứng kiến những cái tập tục đặc trưng trong cái lối sống hàng ngày của người Karen thì khách du lịch còn có thể chiêm ngưỡng được những cái sản phẩm thủ công độc đáo, từng cái mảnh vải thổ cẩm được dệt khéo léo, từng cái chiếc túi sách được đan tỉ mỉ. Tranh thêu, tượng gỗ cũng được bán khắp các sạp ở hàng. Đến làng cổ dài, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp không ít những cái thiếu nữ mặc đồ truyền thống, miệt mài bên cái khung dệt vải. Dù cuộc sống ở làng có thể là không dư dả, song họ vẫn hết mực gắn bó để giữ gìn cái phong tục, đem những cái chiếc vòng cổ bằng đồng. Đối với người Karen thì một cái vòng cổ với thật nhiều vòng đeo được gọi là một cái hình ảnh đẹp. Người Karen quan niệm vùng cổ dưới ở những chiếc vòng đồng là một vùng cấm địa trên cơ thể của người phụ nữ. Chính vì vậy, họ luôn phải che chắn cho cổ của mình thật kỹ càng. Họ rất kỵ để đàn ông nhìn thấy vùng cổ của mình. Thậm chí, ngay đến những người chồng đầu gối tài ấp cũng không được đặc quyền này đâu. Trung bình, mỗi người phụ nữ Karen sẽ đeo trên cổ một cái vòng có khối lượng từ 10 đến 12kg hoặc là hơn. Ghê chưa? Thậm chí có một số phụ nữ ở đây có cổ chiều dài lên đến 25cm với hơn 20 chiếc vòng nặng trịch. Chị muốn cầm thử cái này, hình như là hồi nãy rất là nặng. Ủa nặng lắm mấy bạn ơi. Nặng vãi cứ. Nặng lắm luôn á. Yeah. Các bé gái sẽ bắt đầu đeo vòng cổ từ lúc lên 5 cho đến 25 tuổi thì dừng lại. Cổ người nào càng dài, càng đeo được nhiều vòng thì càng chứng tỏ về độ giàu có. Trong cả đời, những cái chiếc vòng này chỉ được tháo ra 3 lần. Lần thứ nhất là ngày kết hôn. Lần thứ hai là ngày sinh con. Và cuối cùng là ngày qua đời. Còn lại đều phải đeo. Những chiếc vòng cổ đồng này đã trở thành một cái kiểu thuần phong mỹ tục không thể thiếu của người phụ nữ Karen. Vâng thưa các bạn, Zen chưa có đi du lịch ở mấy cái vùng cao nguyên, Tây Nguyên hay là Bắc Bộ. Nhưng mà Zen nghĩ là ở Việt Nam mình cũng có những cái dân tộc giống như thế này, cũng là làm nghề ở làng, rồi đại loại gì á, làng nhìn rất là xinh, rất là thơ mộng thơm theo cái kiểu là quê, cái mùi quê, cái mùi nhẹ nhàng thanh thản ấy, kiểu vậy. Ở dưới sao? Ở dưới Y Chang hả? Thôi đi dưới nữa hả? Ok, rồi ở đây có nhiều bạn rất là xinh nè. Có một chuyện mà trước khi rời khỏi chỗ này Zen muốn cập nhật cho các bạn biết. Bây giờ là 1:25 rồi mà vẫn chưa được ăn trưa. Đói bụng quá. Đi qua đây. Ôi, thiệt tình luôn á.
Cho nên các bạn nào đi cái tour này thì nhớ, nếu mà dễ đổ bụng giống như Zen á thì đem theo thực phẩm cho riêng mình nha. Em có sữa nè. À hả? Em có hũ một hai chai sữa. Ok. Dạ. Yeah. Chính xác là 2:10 thì tụi mình mới tới chỗ ăn. Trời ơi. Không biết là như thế nào đây. Rồi. Chúng ta có gì nhỉ? Gà. Hỏi coi ăn ở đây bao lâu? Ba giờ. Rồi sau 3 giờ mình không đi thuyền thì sao? Hỏi tiếp luôn. Không, mình qua bên kia. À. Chấm. Cơm này. Rồi rau. Tổ ki. Cái này bò xào chắc là hết rồi. Gần như là hết rồi. Buồn quá. Này là trái cây. Còn đây là hả? Bắp. Mấy món rau. Rau trộn. Sao mà nó hời hợt dữ nhỉ? Cái này là bánh giống như bánh, bánh gì, bánh đổ đây nè. Còn bên đây gỏi hả? Hơi khá thất vọng tí xíu. Phần của Zen ít xịt, tại thấy cũng không có bắt mắt ấy. Ngộ ngắt luôn. Phần thịt đó thì nó mềm nhưng mà hơi mặn. Còn bò để ăn thử cái phần sụn sụn này coi. Giống bò quá. Chéo à. Giờ không biết ăn gì thêm nữa. Để coi phần bún mì mình sao. Zen nghĩ là cái phần này chắc nó làm từ hồi sáng tới bây giờ rồi. Rồi bây giờ mình tới đây là cũng 2:00 rồi cho nên hết mẹ rồi. Không còn gì để ăn. Tình hình là như vậy. Phần mà bún mì lấy nè. Rau. Có vẻ heo thì nhỉ. À bún mì đã lấy thêm rồi nè. Chứ hồi nãy Zen thấy nhạt nhẽo quá. Zen không có lấy gì hết. Lấy có một miếng rồi ăn cũng hết. Còn cục này ngán quá. Không ăn được. Zen ý là Zen là không có thích bỏ mứa nha. Mà Zen cũng không thể nào ăn nổi nữa. Ủa cái này nãy mày thấy không? Hả? Anh tới cái quầy đó đó. Có xương trong trong nữa. Má làm như. Tại vì nó bị rụt á. Hả? Nó bị tách ra. Cái này gà thôi không? Này dắt gỏi rồi. Sao bố mày? Thấy ăn được không? Hả? Ăn. Gì vậy? Xong. Sao? Dở quá. Dở hả? Cái gì dở? Cụ thể như thế nào nói nghe anh coi. Cái nào cũng dở. Đúng rồi. Hồi nãy anh ăn có thử ăn miếng bắp thấy nó sao sao á, giống như gần như thiêu vậy á. Đúng không? Nói chung là ăn thử cái miếng cá này đi. Đâu? Ngọt vậy? Mà nó tanh không? Tanh hả? Nghe mùi cá tanh. Không. Em thấy nó tanh. À hả? Không, tanh thì không tanh, mà ngọt quá. Nha. Thôi cái này luôn nè. Nãy mới đi lấy miếng miếng gì? Nhà này gọi là người ta gọi là súp nhưng mà Zen là gọi là mì. Đó, mì. Đúng rồi. Thử, thử ra. Nói chung là cái nước dùng á nó cũng còn ấm ấm. À thì cái độ ấm này á còn tầm 2/10. Mì thì được. Cái này chắc chả cá quá. Mát. Tanh luôn á. Kiểu nó nguội á. Đây, gà. Gà gần như rụt rồi. Hầm là rụt luôn á. Chua mềm mèo.
Rốt luôn rồi. Này là họ hầm nước lèo á. Nói chung là cái tô này đó coi. Nước lèo thì nguội. Mì thì được. Ok, mì ngon. Mì dai hả? Ừ. Còn cái cục này Zen đó là rất ăn chả cá nha. Mà ăn cục này thấy cảm thấy tanh. 3 điểm về chỗ. Không, nhưng mà nói gì nói. Cái tô này so với cái hai cái dĩa này thì cái tô này vẫn là sự lựa chọn hơn. Thiệt luôn á. Nghĩ sao? Nãy quay đóng nặng à. Bèo nhèo thức ăn gì đâu mà hả? Đấy. Nhưng mà cho chỗ này mấy điểm? 1 điểm. Nó ý là đang đói bụng mà mệt nữa nha. Vô á, thường là cái tâm lý á, mệt mà đói bụng á, vô ăn cái gì nó cũng dễ ngon á. Ở đây nhìn ăn gì đâu mà không có hứng. Thôi ráng ăn cho no đi tiếp đi. Nói chung là Zen với U Mì cũng hoàn thành gần xong cái bữa ăn của mình. Và có một cái cảm giác đương nhiên là hụt hẫng. Nhưng các bạn thấy từ đầu lúc mà mới vô tới giờ có hai cách nghĩ nha. Cái thứ nhất á là dân Thái ăn gì kiểu ăn cho qua ngày đoạn tháng, ăn cho có, ăn để sống. Cái thứ hai á, cái cách nghĩ thứ hai á, chắc là cái miệt này nó như vậy. Cái miệt này là gọi là cái miệt Chiang Rai đúng không? Nó không còn là Chiang Mai nữa rồi, tại vì tụi mình đi tới Chiang Rai đúng không? Đúng không mày? Đó. Đi từ sáng tới giờ chưa có cái điểm gì gọi là hoành tráng. À, chính xác là có cái chùa trắng á, có một cái bức tượng bằng sáp á, được confirm là sáp rồi, không phải là người thiệt, thì thấy cái đó nó ấn tượng thôi. Còn về thức ăn á thì đẹp quá. Cô mẹ thấy sao, có bổ sung gì không? Không biết sao nha, tôi với bà Diêm mỗi lần đi du lịch là gặp cái gì đâu không. Bởi vậy hỏi sao lên clip mà không chơi được, mà mấy bạn cứ kêu là hãy tìm cách để chơi, mấy bạn đi thử đi rồi biết. Không phải cố tình chơi đâu, ráng tìm điểm để khen, không có. Ok, sẵn đây thì sẽ nói với các bạn luôn. Với những ai mà nói Zen hay chơi á, cầm cái máy lên, đi tới đúng ngay cái location mà Zen đã từng đi, những món mà Zen đã từng ăn, quay lại cái bill luôn nha. Rồi đưa Zen cái clip đó, Zen post lên cái kênh Zen Go của Zen. Nếu mà cái clip đó mà nhiều view hơn thì Zen sẽ gửi bạn gấp 2 lần cái bill mà bạn đã từng ăn ở đó. Nghiêm túc, nghiêm túc. Hãy ăn thử những món Zen đã từng ăn ở ngay vị trí đó, ngay địa điểm đó, thử coi nó có ngon hay không, nó có dở hay không và Zen nhận xét đúng hay không. Nhớ cầm theo cái máy quay để thực hiện cái game này nha. Đấy, thấy chưa? Người nước ngoài người ta còn bỏ lại một đống luôn nè. Ăn xong rồi, đi thôi. Bạn đã ăn ở đây chưa? Tôi hy vọng là bạn chưa ăn. Nhưng mà nếu mà ăn rồi hãy comment cho Zen biết cái cảm nhận của mình nha. Up here. Now we are taking photo together and then we go to the boat port over there. After the boat right, we check the van, right, go through. It's a mess side border. Now, right now, if you want to check your bag, that's okay. Now, we are taking a photo from here and then go to Lao together, huh? Okay, bye. Can you make it wrong with something? Là gì? Hả? Chụp hình ở đây xong rồi đi thuyền. Zen thì không có đặt cái tour thuyền, cho nên là sẽ chắc là cũng chụp hình rồi nghỉ ngơi vòng vòng ở đây thôi. Tại vì Zen nghĩ là đi thuyền nó cũng vậy thôi, nó cũng không khác biệt gì hết trơn trọi. Tại sáng giờ cũng không gì ấn tượng á, mà đi thuyền nó lại phải tốn tiền thêm tiền nữa, cho nên thôi. Okay, come now, everybody. This is right. We call go up. Be careful. Right now, we are stay on the Golden Triangle. Now, this area we call Golden Triangle because of on the opposite side
from you over there we call Laos. Nah, Laos, right? In the front of you there, go to the north over there, right? We call Myanmar or Burma. Nah, right now Thailand. Now you can see right now we have two rivers. Nah, separate for three countries. Nah, the small river here, right? We call Luok River. Nah, Luok River start from Myanmar or Burma, join together here. Nah, the big river you can see that this is a different river. Nah, this is we call Mekong River. Nah, this river start from Himalayan Mountain. Now Pacific country. Now start from Himalayan Mountain. Now first for far for China. Now Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. Now in the past, right, we have one guy. Now we call Khun Sa, right? The Khun Sa, right? The name of the Khun Sa in China, right? We call right Zhang Sifu. Now, right, if China people, right, they call Zhang Sifu. Right, he are control over the hill tribe of the three countries to use for the nomad land. Nomad land, not only one or two, more than 20, right, along the Mekong River. They use for the nomad land to trading the opium. That's why they use for the nomad land. Because of, right, in Laos, Thailand, Myanmar, right, they have the some, right. Some Myanmar illegal, in Laos maybe freedom, in Thailand still illegal. Nah, right? Because of everybody they know, right? Khun Sa, they use for the nomad land to trading the opium. But we are not have the power for control. Nah, right? And then right now we are stopped for 50 years ago already. Now we are stopped already. Now about for the Khun Sa, his story. Now the opium, I have to tell you now, opium, when they grow the opium, not around here. Now the opium, if you want to grow the opium, right, you have the mountain high more than 1,300 meters above sea level. Now temperature about for 15, 17. Now good for opium. Now, right, now if your country cannot grow some opium, right, you can do some, right, now Arabica coffee. Nah, green tree. Nah, in Chiang Rai, northern in Thailand, in Chiang Rai have only one, right? They do, right? Some green tree. Nah, and then we have the some Arabica coffee. Nah, northern in Thailand, we have a lot of the Arabica coffee. Nah, and then if the Bangkok, they have the some another species of the coffee. They are used for the three in one. Nah, right. Nah, okay, right now we are take a photo with the sign. Nah, and then we go together, oh, right? Okay. And then we are line up to take the boat, go to Laos. Nah, okay, ครับ. Nah. Sao, dịch cái, dịu gì? Không, nói chung là nó giới thiệu về cái vùng này thôi. Nhưng mà đây là cái vùng mà giáp là dạng như là cái vùng tam giác vàng mà hồi xưa người ta hay nói là trồng hút phiện á. Thì cái vùng này á là biên giới giữa Thái Lan, Myanmar với Lào. Thì nếu mà mình đi cái thuyền á thì họ sẽ đưa mình qua Lào và đi cái chợ của Lào vậy thôi. Photo right, give me your camera. Now I help you take a photo right now. Okay now, right this one. Now I think so we have five, we have time. Now. One, two, three. Okay, come now. Yeah, this is. You have to follow me first, right? I show you it's where meeting point, right? Okay. Of the this is the protein triangle, right? They both come from. Cô mày hỏi gì vậy? Then you can walk around, then you can take a photo, and then you can buy some souvenir from here. Okay. Okay, come my team. Em hỏi là nếu mà mình không đi thuyền mình ở đây, nó cái đó kêu là đi theo nó để nó chỉ cho cái tượng Phật. Ba, lọc bài lên mấy. Xong rồi nó đi thuyền thì mình đi vòng vòng đây mình mua sắm gì đó. Không đi thuyền với đoàn thì cũng buồn nhưng mà thôi, ở lại nghỉ ngơi. Nhưng mà để coi cái thủ tục ở đây nó như thế nào nè. Thì anh thấy giữ lại 300, trả lời 300 hả? Mọi người á, tức là mọi người đưa tiền cho ông hồi nãy á, ông hướng dẫn viên á, cái ông hướng dẫn viên đưa cho người này mà anh không biết nữa, phải tiền của ổng hay là tiền của họ nữa, thôi bỏ đi. Thì tất nhiên là nó phải có lời rồi. Thì thôi kệ.
Zen không đi thuyền cho nên quyết định là vào đây. Ủa, ngồi mọi người đang đứng chờ toilet à? Căng vậy ta? Zen và Bú Mì đang ngồi trong một quán cà phê mà nhìn ra thì kế bên cái mấy cái tượng Phật này nè, mấy cái này nè. Yeah. Do là chỗ này không có location cho nên là cũng không có biết check in cho các bạn cho biết chỗ nào. Nước lên này nè. Ồ, phải sữa hả? Phải sữa Việt Nam đây hả? Đâu hoành tráng gì dữ vậy? Thôi không biết uống gì hết cho nên uống nước. Còn Bú Mì thì kêu cà phê. Uống thử coi. Nhìn mặt sao hoang mang vậy? Hả? Hoang mang uống cà phê sữa Việt Nam. Thôi uống thử coi. Do nhìn cũng giống trà sữa mà. Mình nó còn bỏ một hạt cà phê lên nó. Đúng rồi. Sợ. Đúng rồi, sợ không biết cà phê. Chứ không phải là đậu nành. Đổ đổ đổ. Nhiều khi ở qua Thái Lan thì uống được cà phê nguyên chất, còn ở Việt Nam thì uống đậu nành rang xay. Mày nói về Trung Nguyên buồn mày. Sao? Cũng được hả? Ít sữa hả? Đâu thử coi. Nhìn thử coi. Cái này là kem. Giống như cái kem mà ăn bánh sinh nhật. Jen sẽ ăn thử kem bánh sinh nhật trước. Kem nó ngon mà. Sinh nhật gì má. Thì ngon đâu, nó không ngon đâu. Nhưng mà nên nhìn trộn lên mấy đều luôn. Đúng như yêu cầu nha. Gạt sữa. Cà phê thì đậm đà, có vị đắng. Đương nhiên rồi, cà phê phải đắng chứ. Chứ đâu phải đậu nành rang xay đâu. Đúng rồi, nói chung là ổn, ok. Nãy kêu ly nãy nhiêu vậy? 80 bạc. 80 bạc là nhiêu? 60 ngàn không? 60 ngàn. 60 ngàn ly cà phê Việt Nam. Chắc là mắc do có cái bánh kem sinh nhật. Chắc vậy. Cà phê Việt Nam làm gì có bánh kem sinh nhật. Không thì cà phê mà cà phê Việt Nam mà hiểu không? Anh hiểu không? Mà uống ở Thái Lan có nghĩa là uống cà phê nhập khẩu. Đúng rồi. Cà phê nước ngoài mà uống ở Thái Lan thì tất nhiên phải mắc hơn là uống cà phê Việt Nam, cà phê Thái Lan rồi. Bởi vậy mày là những nhân tố hả, đưa nền du lịch đi lên á, cố gắng giải thích cho hợp lý không. Còn anh là sinh ra đã giết chết nền du lịch, giết chết tào lao. Sáng giờ mày đi mày thấy happy không hả? Mày thấy happy không? Ăn có ngon không? Hello các bạn. Hồi nãy trên xe Zen có nói với không, Bú Mì có nói với Zen một cái câu như thế này. Quay qua nhìn nhỉ? Không biết là mình đi du lịch càng ngày có càng khó tính hay không, chứ sao mỗi lần đi du lịch thấy ít vui quá. Thì nghĩ chắc là cũng không đến nỗi khó tính đâu. Nói chung thì nó làm sao thì nó như vậy thôi. Thật sự là nếu mà các bạn theo dõi cái chuyến từ hồi sáng tới bây giờ thì các bạn cũng hiểu được nó vậy. Nó làm sao tôi quay y chang vậy luôn. Nhất là những cái món đồ ăn buổi trưa, tôi đâu thể nào mà vô mà hả dọn bớt đi hay là lấy thêm nhiều được. Vô là nó y chang vậy rồi, chán nản gì đâu thiệt. Nè, Bú Mì nè, cho biết chuyến đi từ qua nay có gì hấp dẫn không? Đang uống cà phê Việt Nam cười tủm tỉm. Làm như ở nhà không uống vậy. Chứ nãy giờ nó ngoài nhà thấy là cà phê này ngon nhất. Cà phê này ngon nhất hả? Từ ngày qua này cà phê này ngon nhất hả? Vãi. Chắc thái nó cấm nhập cảnh luôn. Sao? Sao? Thì ngày qua nay thấy làm sao? Cũng cũng được ngày rưỡi rồi. Thật ra là do đi lớn lớn lên. Nói chung là tour thì nói chung cái chất lượng nó cũng chưa biết được đúng không? Tại vì anh nhớ không, hồi xưa mình đi cái tour ở Nha Trang á. Quy Nhơn cũng như Hạch á. Nha Trang ra cái tour bốn đảo á, nhớ ăn cơm không? Nhớ. Còn chán hãng hơn ở đây nữa. Ừ. Nên
nếu mà dựa vào cái này mà đánh giá hết cái nền ẩm thực của Thái Lan thì nó hơi bất công. Nên bọn mình còn ở đây tới 4-5 ngày nữa sẽ quyết tâm hả? lấy lại niềm tin. Okay. Hết pin. Tính sạc pin mà ở đây vừa gắm điện vô chạy lại nói 30 bạc trong một lần sạc pin. Thì tính ngồi có chút xíu à, bây giờ là 3 giờ 45 rồi. Thì tính là 15 phút nữa đi cho nên khỏi luôn. Đậu quá thiệt. Zen và Bu Mì uống cà phê xong rồi và quyết định là sẽ thôi đi vòng vòng chụp hình. Nhưng mà trước khi đi vòng vòng chụp hình thì Zen muốn nói sơ qua cái chỗ này một tí xíu. Tức là ở đây có rất là nhiều bến, bãi để mà lo cái dịch vụ là đi thuyền cho các bạn á, đó không? Có khắp nơi, đây cũng có nè. Đấy cái bạn dẫn tour là màu cam cam của mình hồi nãy cũng mua tour ở đây nè, mua thuyền ở đây. Đó, tuốt chụp dọc đó. Không biết cái giá cả làm sao tại vì Zen không có đi. Mà thấy cũng fail quá, sáng giờ cũng không có gì happy hết. Nên thôi giờ vô chợ rồi đi chụp hình cho mẹ. Cái địa điểm cuối cùng. Dạ dạ. Dạ. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Có đồng hồ ở Việt Nam. Ủa đồng hồ ý là giờ ở online. Nói chung là mình đi 30 phút mình quay lại luôn. Vậy là Zen và Bumi đang ở Masai, chợ Masai. Biên giới giữa Malaysia, Myanmar với lại Thái Lan. Biên giới Myanmar với Thái Lan. Dạ. Mấy chục ngàn hả? Hơi mắc vậy. Còn đồ kẹp tóc thì sao? Giữ tóc thì sao nè? Sợ đồ Trung Quốc quá à. Nó không có sao. Thôi đồ Trung Quốc thì để về kia. Màu đỏ như cái đẹp chắc chắn hơn. Không, cái này tự nhiên bị lỗi rồi nè. Cái này bị lỗi rồi nè. Dọc đường ở đây thì các cái hàng quán bán đồ ăn vặt cũng rất là nhiều các bạn. Đây nữa nè. Bán vé số nữa kìa. À. Ủa rồi cái anh tour guide của mình đi đâu rồi ta? Ông đi đâu lẻ quá trời quá đất. À nếu mà muốn đi vệ sinh thì các bạn vào đây. Vào đây đi vệ sinh nè. Phải không ta? Đúng rồi. Ủa phải không? Không biết nữa. Cái này hải quan gì đó. Ờ hả? Cái này giống cơm lam nè, cơm họ nấu trong tre trúc nứa mía gì nè. Đi vô tới đây thì gần như là ở trong khuôn viên này là đóng cửa rồi. Đây cũng vậy.
Và thưa các bạn, cũng như bao ngôi chợ khác ở Việt Nam mình cũng bình thường thôi, thì buôn bán mấy cái đồ kiểu giống như quà tặng nè, dây chuyền đồ đấy, rồi đa số là dây chuyền, rồi tượng Phật thì bên đây đấy nè đó, các bạn thấy những cái shop lưu niệm như này đó, bán tượng Phật rồi nè. Nó nhìn sâu vô bên trong. Gen thì Gen không có mua cho nên không có vào quay cho các bạn được. Vô mà hả quay rồi không mua thì cũng kỳ lắm. Ở đất nước của người ta nữa. Lỡ ngớ rồi. Mệt nữa. Gen sợ bị quýnh mà chứ cái gì nữa. Ờ đúng rồi. Quýnh thì không sao nhưng mà hả vấn đề là mới bắt bỏ tù luôn. Gen sống hèn lắm rồi. Mày nói gì mày? Bây giờ Gen vào buôn mì sẽ đi qua bên kia thử xem buôn bán cái mặt hàng như thế nào nha. Chứ bên giải bên đây thì nó cũng vòng vòng vậy thôi. Này các bạn thấy đó, xe hả là người ta sắp hả đi qua. Không qua nhanh nữa chứ đứng. Ồ bên đây đồ ăn cũng phong phú hơn nữa nè. Mít kìa. Ở bên đây có cá nướng nữa kìa, có cá nướng nữa đúng không? Hạt dẻ kìa. Ồ. Takoyaki gì đúng không? Tukiyaka gì đó. À, cái này là ở Việt Nam mình gọi là cái gì quên rồi? Ờ, à, dâu tằm. Thì gọi cuốn nữa kìa. Dim sum kìa. Bên đây có vẻ sâm tụ hơn nhỉ. Mấy, muốn quần dây mặt. Thôi bỏ đi, ốm mặt mới đẹp. Nó chơi á. Nó không vừa một cái đùi. Ê, ở đây làm như họ thích ăn hạt dẻ lắm đúng không? Thấy bán hạt dẻ hơi nhiều nè. Thơm nữa. Ở đây chuyên thơm, phở nữa kìa. Phở nè. Dọc xuống đây thì tới hình như là tới những cái chỗ bán những cái món ăn chính nè. Đồ mà ăn no nè. Ốp la, thì hủ tiếu gì kìa. Cái này chắc là bột chiên rồi. Có bán da heo. Ừ. Da heo nhiều nè. Chụp hình đi. Rồi, như vậy là cũng gọi là dòng Maasai rồi. Chợ cũng như mọi chợ thôi. Chứ giờ không biết nói gì về chợ này hết. Đặc điểm là cũng kiểu là ở biên giới. Nói vậy thôi. Biết chén gì vậy? Gì? Thì mày đứng ra đây, mày nói cái chợ này có cái gì đáng nói thôi. Hả? Ở đây, ngon. Buôn bán những cái đồ gì chính, ví dụ như là đá. Ờ thì nãy có giới thiệu đá rồi. Phật nè, và một số cái đồ mà của Myanmar, tôi nghĩ là chợ biên giới. Đây đứng ở Thái Lan nhưng mà ừ. Có bán đồ của Myanmar. Ờ, rồi. Trà sữa Myanmar vậy. Trà sữa, mày đụng tới là ăn uống, mập như con heo. Mập cấp nạp người theo. Đâu, ai theo mày đâu. Đó, có một người đang đi theo rồi. Chứ. Tào lao, tao là bị mày dụ thôi. Do là một lát nữa đi về cũng lâu á, cho nên Gen và buôn mì quyết định là mua cái bánh mì và sữa để mà chống đói. Một lát đi 3 tiếng mấy lận, đúng không? Ừ, đây. We will stop in the hot food for you. And then, now 2 hours more, we will arrive to Chiang Mai. Now, right now, Mr. Nen and Mr. Chek, now we are 2% would like to say khakun krap. Now, thank you very much for trip for today. Okay, come now and please everybody help me for one thing. Now, right, this is for questionnaire. Now, I keep my board check every day. Now, he wants to know how about for you. Now, for today. Now, okay, come now. And then please everybody fasten your seat belt. Come now. Right, thank you very much. Khakun krap. Now. It has to be one. Yeah, one hotel? No, one hotel, one questionnaire. Right, 3%, one questionnaire. That's okay. Come now. Sau một hồi lâu vật vã trên xe thì cuối cùng Gen và Bu Mì được cho nghỉ chân ở một cái trạm xăng, và kế bên trạm xăng có 711. Đấy, 711 gần như là một cái thương hiệu rất là quen thuộc ở Thái thì phải.
Bún mì thì ngồi trên xe, do mệt quá không có đi xuống đây được. Chứ lại cũng nghỉ ngơi chỉ có 10 phút và rủ mẹ đi ăn mì gói ở 71 mà mẹ cũng không chịu đi nữa. Nhưng thôi kệ, để mẹ nghỉ cho anh. Thật sự trời ơi, chạy xe, nói chung không phải là do tài xế mà là do cái con đường á. Con đường ấy nó cứ ngoằn ngoèo như con rắn vậy đó. Nhưng mà động cái đó, tài xế mỗi lần mà bo cua á, không có giảm tốc độ, cho nên mỗi lần quẹo qua cái mình nghiêng theo luôn. nghiêng lại vậy nè. Vâng, thưa các bạn, đúng 10 giờ 12 phút à, đâu rồi? Đây, 10 giờ 12 phút thì Zen và Bún Mì được thả ngay cho cái điểm hồi sáng mà họ rước Zen với Bún Mì. Đương nhiên là trong bụng chưa có gì hết. Sao? Cười cười gì? Về tới phòng rồi, mấy ba mấy má ơi, mấy anh chị cô dì chú bác ơi, con được nghỉ ngơi rồi, sức sắc. Đúng rồi, ngày anh tí rồi kiếm gì. Cuối cùng thì người anh em thiện lành của tôi quyết định là bốc đồ ăn về Grab Food, tại vì bên Thái cũng có Grab Food nữa. Hồi nãy nói là có mã giảm giá. Cái mặt mày làm gì nhăn nhăn vậy? Mày có thể cười lên một cái không? Quay ở đây cười coi. Má giả tàu thiệt chứ. Biểu sao người ta chửi hả? Nhìn mặt Bumi khó chịu. Vâng thưa các bạn, book Grab, Grab Food về. Thì Grab Food nhắn tin là chỗ này đóng cửa rồi, cho nên bây giờ hai đứa lết ra ngoài đường kiếm gì ăn. Bạn biết đó, bây giờ là 11 giờ, đường phố tấp nập ghê không? Ủa mua mì đâu, bà biết đi đâu chưa? Hả? McDonald's hả? Cả phố ẩm thực ở đây luôn các bạn ạ. À. Có 7-11 nè, rồi cả McDonald's nữa nè. 7-11, 7-11 là một cái thương hiệu nói chung là cũng rất là mới ở Việt Nam. Tuy nhiên ở Thái Lan là một cái thương hiệu phải nói là nó ngập tràn đường phố luôn. Nó giống như là cái phố cà phê vậy đó. Cứ đi vài bước, vài con đường là các bạn thấy 7-11 à. Và 7-11 là một cái siêu thị tiện lợi, có thể nói là một cái sự lựa chọn rất là ok đối với những cái trường khi mà các bạn rơi vào trường hợp là đói bụng mà không biết ăn gì, giống như Zen. Vô đây cứ gọi một cái mì. Ở đây là một gói mì như vậy, một hũ mì như vậy là 13 bạc. Bún mì thì có sự lựa chọn sang chảnh hơn, đó là McDonald's ăn gà. Lén lén vô 7-11 ngồi ăn gà, chứ không biết khi nào mà nó thấy, nó không biết nó có đuổi không nữa. Em kêu ăn qua thì em không chụp qua. Qua kêu thoải mái thôi. Trước khi mà Zen làm về cái chi phí của một ngày rưỡi ở Chiang Mai á, thì Zen muốn nói về cái tour hôm nay mà Zen đi. Thì cái tour này do một cái đơn vị phụ trách dẫn tụi mình đi, đó là Johnny Smile. Đó, nó có tên trang web dưới đây nè, đó Zen để dưới đây. Thì nếu mà các bạn có theo dõi từ đầu tới cuối cái chặng á, thì các bạn cũng cảm thấy là rất là vật vả. Cái đoạn đường nó ngoằn ngoèo và tài xế hở quẹo một cái là tôi nghiêng theo luôn. Rồi những cái địa điểm tham quan thì nó cũng mang cái tính chất là tham khảo bình thường thôi. Đầu tiên là cái suối nước nóng nè. Cái thứ hai là mới ở cái chùa. Thì cái chùa đó đúng là đáng để ghé thật, chùa Trắng ấy. Và cái thứ ba là cái phần ăn mà phải nói là rất là nhiêu khê. Đến tận 2 giờ 10 phút chiều thì tụi mình mới được ăn trưa. Đó, rồi cứ tiếp tục play lắc tới cái vụ mà đi thuyền thì Zen quyết định là không đi thuyền, tại vì Zen nghĩ là với cái chất lượng như thế này thì đi thuyền nó cũng không có thêm một cái vấn đề gì hay ho nữa hết. Với lại một cái nữa là khi mà đi thuyền thì các bạn phải đóng tiền thêm. Đó là 350 bạc một người. Đó, hai người cộng lại là cũng 700 bạc.
vì nó khá là Jen cũng không có happy lắm về cái chuyện này. Cái gì? Mua gì vậy? Tôi đang review tự nhiên ngoắc à. Cái này nhớ hồi chiều không? Nhiều. Ở đây 65 bạc. Chiều là nhiêu? 100 bạc hả? 100 bạc. Có. Hồi chiều đi chợ ở chợ biên giới gì? Mai xây gì đó. Mua này nè, 100 bạc, còn đây bán có 65 bạc à. Thiệt tình đó chứ. Có tài. Bởi vậy hả, buôn bán ở đây nó cũng hả nhiều thể loại giá lắm nên các bạn phải tìm hiểu nha. Đừng có bị hố giống như Gen. Đó. Nói tóm lại, nếu bạn muốn đi cái tour của cái chỗ cái công ty này thì nên cẩn thận một tí. Nếu mà nhắm sau không có tin những cái gì mà Gen nói á, thì cứ trải nghiệm thử đi. Đó rồi biết cái cảm nhận nó như thế nào. Thật sự là có cho tiền tôi cũng không đi lại lần thứ hai nữa. Nếu mà được á nha, bạn là một người giỏi tiếng Anh và bạn có thể thuê xe máy đi được, tự đi được á, và các bạn phải có bằng lái nha. Đó thì bạn cứ đi thử bằng xe máy thì Gen nghĩ là cái cảm giác nó sẽ khác đi. Có một điều nữa mà Gen muốn nói đến á, là những cái cảm nhận của những người đi chung với Gen á, là những ông Tây không à. Gen rất là thắc mắc nha, họ đánh giá rất là ok với cái tour này. Bạn tour guide rất là ổn. Gen phải công nhận là cái bạn tour guide rất là ổn. Nói tiếng Anh thì nói chung là Gen nghe cũng chắc cũng được 50-60%. Đó. Nói chung về bạn tour guide thì không có gì về bạn. Nhưng mà cái mà mình khá thất vọng là về cái chương trình của họ. Đó. Rồi trời ơi, phải nhắc tới cái chương trình thì lại nhớ tới cái món ăn trưa nó buffet như là đồ ăn dư. Tệ nhất là cái đồ ăn trưa thôi, còn mấy cái điểm tham quan thì nó cũng vậy. Bình thường. Nó chỉ có nhiêu đó mà. Nếu mà bạn thật sự khuyên, nếu mà bạn muốn đi qua bên đây để gọi là hiểu thêm một cái người dân tộc đồ các kiểu á, ở Việt Nam đi, hãy đi những cái du lịch vùng núi cao nguyên Gò Cồng Chiêng rồi đây Nha Trang vậy đó, thì cũng có người dân tộc Thái rồi các kiểu thôi. Có cái lạ cái là cái người cổ dài á, thì nó hơi lạ tí xíu, nó hơi lạ tí xíu thôi. Còn cái làng nghề của người ta thì Gen thấy cũng nó cũng giống như bên mình thôi. Cái hương vị ở cái khu vực đó Gen thấy nó cũng giống như bên mình, cũng là mùi thanh thản, mùi quê á, mùi kiểu vậy. Còn gì nữa không ta? Quay trở lại vấn đề chính là những cái người Tây á, họ đánh giá rất là ok. Thì nó có hai mặt như thế này. Cái thứ nhất á, Gen nghĩ á nha, cái này là cảm nhận cá nhân thôi. Thì họ là những cái con điên này. Họ là những cái người mà quen với cái nếp sống hiện đại rồi, và khi mà họ trải nghiệm cái tour du lịch này nè, nó kiểu bụi bặm á, thì họ lại cảm thấy thích. Với một phần nữa là cái tour này á, đối với họ thì cũng chỉ có 50 đô thôi. Just only 50 đô. Đấy, thì 50 đô rất là nhỏ, nhưng mà đối với người Việt Nam, đối với cá nhân Gen đi, 1 triệu người một tour hôm nay, 1 triệu một người, 1 triệu một người nha, 1 triệu Việt Nam đồng một người. Mà lăn lê bò lên lết mà bỏ đói rồi ăn không được cái gì hết trơn á trời. Thì thật sự là nó hơi tiếc một tí xíu. Bây giờ 12 giờ rồi mà còn đi ăn nữa nè, đúng không? Tại chiều đâu có cho ăn đâu. Đấy. Mận lặng nhắc nha các bạn. Đó, gì? Mận. Ủa, lạc ngậu thì chứ. Đã chụp bạn. Ok. Thì đó là cái cảm nhận của Gen về cái tour này. Để một lát nữa hơn ngồi ăn trái cây tí xíu, rồi lát nữa sẽ nói về cái chi phí của ngày hôm nay cho các bạn nghe ha. Hello các bạn. Bây giờ là giây phút tính tiền, tính chi phí ha. Ok, do là ngày đầu tiên Gen tới và buổi chiều cũng nó lỡ cỡ cho nên Gen không tính ngày 1 mà chờ qua ngày 2 rồi tính luôn. Bây giờ cái chi phí ngày 1 ha. Taxi từ sân bay, ý từ nhà đến sân bay Tân Sơn Nhất là 75k, tức là 100 bạc á. Ở cái chi phí này Gen sẽ tính bằng đơn vị bạc Thái nha. Các bạn nhớ nha. Đơn vị ở đây là bạc Thái nha. Rồi. Từ taxi từ sân bay Chiang Mai đến khách sạn là 188. Rồi ở nhà ăn ở nhà hàng Tom Ten Ton là 309. Uống sinh tố ở phố Fruit Today là 158. Đi taxi đi Khang Toke là 98. Ăn
tối xem Khang Toke là mua vé của trip là hai người á là 1.117 bạc. Rồi uống nước ở Khang Toke là 120. Mua hình chụp ở Khang Toke là 100. Đi Grab từ Khang Toke về khách sạn là 83. Ăn tôm vẹm bắp Mỹ sốt cay là 220. Cái phần ăn tôm vẹm thật ra là buổi tối đó cũng kiểu đói bụng ấy, cho nên kêu về ăn rồi, nhưng mà không có quay review cho các bạn. Các bạn là cái phần này á, bu mì con mẹ rất là nghiện Grab Food á, cho nên kêu về đấy. Đại loại là cái phần đó ăn cũng ok ổn đấy. Rồi rồi tổng lại cái ngày đầu tiên là 2.493 bạc, tính ra tiền Việt hết hồn con quỷ, tính ra tiền Việt Nam á là đơn vị là như 750 hả, tỷ giá 750 sẽ là 1.870.000. Nó nghe cho kỹ nha các bạn. Rồi ok, đi tới ngày thứ hai nè. Ngày thứ hai thì đi vệ sinh ở cái suối nước nóng á là 5 bạc một người, vậy chi là 10 bạc ha. Rồi vé tour Chiang Mai và Lonet là 2.467, tức là hai người á, cái vé này cho hai người á nha. Rồi mua trái cây và nước ở cái đền White Temple, cái chùa trắng á, là 80 White Temple. Rồi mua nước ngọt ở nhà hàng khi mà ăn trưa, cái nhà hàng mà cho tụi tôi ăn buffet mà như đồ thừa đó, là 30 bạc. Rồi sau đó là tụi tôi không có đi bơi thuyền mà đi uống cà phê vào nước suối là 110 bạc. Mua đồ ở 71, bánh ngọt và sữa lúc ở cái chợ biên giới á là 27 bạc. Rồi mua đồ ở 71, đang ngồi đây nè, đang ngồi 71 luôn nè, là ăn mì gói nè, là 13 bạc. Rồi gà rán McDonald của con heo này là 69 bạc. Trái cây mận có mua thêm ngoài nữa, trước mặt các bạn luôn, trước mặt 71 luôn, bán trái cây là 40 bạc. Vị chi tổng cộng là 2.846 bạc cho ngày thứ hai, và tổng hai ngày lại là 5.339 bạc, tính ra tiền Việt Nam là 4.004.250 đồng. Trời ơi, ok, đó là cái chi phí hai ngày đầu tiên ở Thái lần hai này. Nhưng mà Zen vẫn hy vọng là những cái ngày sau sẽ đem lại cho các bạn nhiều điều thú vị và nhiều trải nghiệm hơn với nhiều món ăn ngon hơn. Ngày mai sẽ là một cái dịp rất là đặc biệt. Đặc biệt như thế nào thì các bạn hãy đón xem ngày thứ ba nha. À, đừng quên bấm nút subscribe nếu các bạn thích những cái clip mà Zen làm nhé. TV chúc ngon.